bảo là đóng hộp để đem biếu, thế là nó cứ nghĩ là lâu lắm mới đi ăn hỏi bằng skill này. Mà trông cái hạt nó bây giờ cay cái lộn xộn quá này. Không biết mô tả nào, nhà cửa đường xá chỗ nào cũng động chỗ nào.